PC04 mấy tuần qua đã không báo cáo tiến độ của vụ chuyên án. Trong lúc chúng ta chưa tìm ra kẻ làm đơn đặc danh là ai, thì tiến độ chuyên án phải được bảo mật một cách tuyệt đối. Nhưng như vậy là xúc phạm tôi. Dù gì đi chăng nữa, thì tôi cũng là thủ trưởng cơ quan điều tra, mà lại phụ trách trực tiếp cái phòng ấy. Anh lại suy diễn rồi. Đây là công việc, chứ không phải là chia cỗ ở đình như ngày xưa. Mà anh tự ái như vậy. Tôi là chỉ huy cao nhất ở đây. Tạm thời tôi phân công anh phụ trách PC02, PC03, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Còn PC04, tôi trực tiếp phụ trách cho đến khi nào kết thúc chuyên án này. Vâng, tôi xin phép. Cô được nói thẳng với anh, tôi cứ linh cảm rằng anh không tin tưởng tôi. Anh lại cả nghĩ rồi. Tất cả cũng chỉ vì thành công của chuyên án. Hiện nay PC04 đang có vấn đề. Kẻ làm đơn đặc danh liên quan tới nghiệp vụ, mà nó dám làm như thế, nó bất chấp cả tính mạng của đồng đội. Khi tìm ra kẻ này, tôi quyết không tha. Tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi ngành. Đấy là tôi nói thế thôi. Còn anh cũng biết, tất cả chúng tôi đều chấp hành mệnh lệnh của anh. À, tiện đây tôi cũng xin báo cáo về vụ bắt xe hàng lậu đêm hôm kia của PC03. Tôi vừa nhận được cú điện thoại, bên ý xin là xử phạt hành chính, và nếu được thì trả lại hàng cho họ. Ai? Ai điện sang? Anh Huy, thường vụ tỉnh ủy. Cái lão này tôi còn lạ gì. Chuyên nhận lobby dự án của mấy tay doanh nghiệp. Trong cái vụ này á, nó không nhận một mớ tướng á, thì tôi đi đầu xuống đất. Nhưng thưa anh, đây là hàng của đứa cháu họ bên vợ. Lắm con nhiều cháu quá nhỉ. Lão ta gọi điện sang đây không dưới 10 lần để can thiệp xin xỏ nhiều vụ. Lão biết tính tôi rất ghét ba cái chuyện này, cho nên mới gọi điện cho các anh. Vậy theo anh, vụ này chúng ta xử lý thế nào? Tuệ nếu ta từ chối thì rất là khó. Không thế nào cả. Anh cứ trả lời luôn. Ý kiến của anh Hoạch là không đồng ý. Nếu số hàng lậu đủ truy tố thì cho lệnh bắt tạm giam chủ hàng ngay. Miễn xin. Việc này nếu ta từ chối, tôi e rằng rất là ngại khi ta có việc phải nhờ vả lại bên ấy. Ôi, luật là luật, sao có thể tùy tiện được. Tháng trước cái xe hàng lậu còn ít hơn cái vụ này, vậy mà anh vẫn ký lệnh khởi tố và bắt tạm giam. Tại sao cái này là không? Tại sao cái này là ngoại lệ được? Không có vùng cấm. Nếu mà ta nương nhẹ họ đấy, thì họ cứ cậy quyền cậy thế rồi làm lũng đoạn cái đất này à? Phải làm quyết liệt. Nếu ai trách, anh nói là lệnh của Hoạch lửa. Có cứng nhắc quá không anh? Anh còn đôi ba năm nữa sẽ về hưu. Chúng tôi ở lại sẽ rất khó khăn khi làm việc với bên ấy. Anh Nhân ạ, tôi nói thật nhé. Làm việc cái kiểu như anh ấy mà, thì chắc gì sau này anh đã gánh trọng trách khi tôi đã về hưu. Cái gì thông cảm được thì thông cảm, chứ không thể phạm tội lè lè ra đấy. Nhưng mà cậy con ông cháu cha thì ta không làm đến nơi đến chốn à? Nếu mà chúng ta không làm đến nơi đến chốn ấy, thì dân họ chửi cho, chứ đừng nói là họ ủng hộ mình nữa. Anh nên nhớ rằng chúng ta đang làm thuê cho dân, ăn lương của dân. Nếu mà chúng ta làm không đúng là chúng ta có tội với dân. Thôi, không nói nhiều nữa. Đầu giờ chiều, anh PC03 báo cáo án cho tôi. Tôi sẽ quyết định. Rõ.